cho anh xin một đêm trắng. Người Khôi Audio xin kính chào các bác nhé. Và hôm nay em buổi tối lại rảnh rảnh em tiếp tục làm clip giới thiệu một sản phẩm mới về. Đây là cặp loa Piolo CS550. Cặp loa này là cặp loa các bác chơi nhạc bolero, nhạc vàng, nhạc dề trước 75, chơi đầu cối thì cassette. Và các bác tín đồ như hàng Nhật chắc các bác cũng không lạ gì dòng loa này, dòng loa Piolo mang model là CS550. Đây là một đôi cặp loa mà nói các bác là vừa mới về xong, rất lặng. Em bê lên trên này vừa to vừa lặng. Em không làm thế nào để em tháo được cái e căng ra để quay chụp cái màn, cái mặt trước cho các bác. Loay hoay mãi không tháo được cái e căng. Các bác nào tháo được các bác comment cho em ở dưới cách nào tháo của cái đôi e căng này. Đây là đôi loa với kích thước rất là khủng, em đo cho các bác. Em không nghĩ là nó to và nó nặng như thế. Chiều cao là 78,5 các bác nhé, chiều cao 78,5, chiều rộng là 42 cm và chiều sâu là 39 cm các bác nhé. Cặp loa thì rất đẹp các bác nhé, rất đẹp, thành quách, không lở loét, bong chóc cấn cá gì. Đấy, vỏ gỗ lạng này các bác nhé, vỏ gỗ lạng. Đây như vậy, góc cạnh nó rất đẹp các bác này, đẹp từ góc cạnh này. Trên này là em chưa lau chùi thôi, lau chùi nó sẽ sạch. Còn cái căng phía trước là e căng lâu, nó lùng nhùng phía trước này, căng nhựa các bác nhá, căng nhựa xong thì nó bọc vải mà em không biết làm thế nào mà em tháo được. Cái tem loa này còn nguyên bản các bác nhá, này có cái đế của nó. Nhỏ nhỏ tiếng cái á. Anh chết trong một ngày thơ. Về đôi này thì bác nào đang chơi đầu cối với mức số tiền bỏ ra không lớn, đôi này rất rẻ các bác nhé. Với số tiền bỏ ra mua đôi này không lớn nhưng mà với chất âm cũng rất là hay. Bát 30, loa chung, loa tép. Cái này thì các bác là tra đúng theo model thì nó sẽ có ra đầy đủ mọi thông số thôi. Em quay tặng cho các bác nhìn phía sau của một chiếc. Đấy, phía sau của loa này các bác này, có tinh chỉnh, có lúm là tinh chỉnh mid tép. Đấy, model là Piolo CS550, công suất là định danh là 60W, trở kháng 8 ohm. Đầu loa này các bác nhé, đây em đấu cảm rồi. Đấy, tem loa thì nó đang bị rách như thế này, em chưa là giá nào vẫn cứ để nguyên thôi. Đấy, tem loa đây các bác này, về thông số đầy đủ vẫn còn đây này. Bát 30 cm này, loa chung 12 và loa test là 2,5 cm. Về giải tần là từ 35.000 cho đến 20.000 hẹp. Độ nhạy là 93 decibel, công suất là 60W. Đấy, các bác là đây là đầy đủ thông số vẫn còn nguyên ở đây nhé. Đấy, đôi 93 cm thì các bác ghép cái gì nó cũng ra. Đấy, rất là dễ đánh. Cái này thì các bác ghép với những âm ly san xui hoặc là piolo, rồi là dòng ken út cổ của Nhật thì rất là hợp chơi với đầu băng cối. Đấy, cái rắc loa đang bị chập chờn các bác nhé. Tem loa bên này thì nó rách còn một ít thôi. Đấy, còn đầy đủ mọi cái là em chưa lau chùi thì các bác nhé, vẫn còn nguyên bụi này. Đấy, đôi này rất là nặng, rất là nặng. Nặng em nghĩ là tầm 30 cân một thùng, không nghĩ là nó nặng thế. Đôi này thì em cũng tháo được e căng ra các bác nhé, rất đẹp, không tháo
nó để căng ra hai bên đều còn tem mát đưa nhau về đường phố. Loa thì em đang ghép phải em là em test thử cho các bác đây kêu bình thường, tất cả tinh chỉnh phía sau đều kêu bình thường thì các bác nhớ sử dụng bình thường. Và em báo giá luôn đôi loa này là giá là 12,5 triệu nha các bác nhé, 12,5 triệu quá hợp lý cho một đôi loa với mức đầu tư là không quá nhiều, nó chỉ hơn chục triệu thôi. Với những đôi Skiller dòng 99A rồi 88A bây giờ có giá rất là cao rồi các bác nhé. Đô này em bán giá rất là hợp lý thôi, hợp lý cho các bác là giá là giá 12,5 triệu. Bác nào mà muốn sở hữu thì alo cho em có số điện thoại là Nguyên Khôi Audio 0952922168 hoặc kết bạn Zalo theo số điện thoại trên. Và em sẽ tư vấn nhiệt tình với các bác hoặc là cho các bác em ship là uy tín cho các bác nhé. Các bác không ý, nhưng mà đôi này thì em ngại ship xa vì nó nặng quá. Bác nào ở gần thì bác qua bê giúp cho em, nhưng mà đôi này nó nặng, nó không phải là loa hàng nhẹ, kích thước nó cũng to. Và em xin phép mà dừng video ở đây nhé. Bác nào mà đang theo dõi kênh, đang theo dõi video của em ở trên YouTube thì các bác vừa chưa đăng ký kênh của Nguyên Khôi Audio thì các bác là vui lòng nhấn cho em nút đăng ký chữ đỏ bên dưới để tiện theo dõi những sản phẩm mới nhất em về, em sẽ kịp thời up lên để cho các bác quan tâm. Các bác nào mà hợp ký, hợp tai, hợp mắt món nào thì các bác alo trực tiếp cho em. Em xin chào các bác, chúc các bác buổi tối vui vẻ và hạnh phúc với gia đình. Cảm ơn các bác rất nhiều.